thì thích quá mà cảm thấy người ta hợp với mình quá thì quen thôi. Nhưng mà thật ra người ta không có nói á, bạn em là người yêu cũ của bé đấy thì sẽ không nói gì đâu, nhưng mà người ta vẫn suy nghĩ một chút đấy. Tổn thương một không phải tổn thương mà không có gì để tổn thương, nhưng mà người ta sẽ suy nghĩ một chút đấy. Với lại nhiều người lắm, nhiều người lắm bạn ơi, giữa thế giới này 7 tỷ người vẫn có rất là nhiều người. Không sao, Phương Dung chinh chứng. Làm đăng sứ bao nhiêu? Ngày xưa chị làm được tài trợ nhưng mà chắc chị thấy cũng đắt đi. Chị làm được tài trợ mà chị cũng bù mười mấy triệu, 17 triệu. Đám cưới chị Trinh chị xinh quá, nhưng mà đợt đó tôi không có được chụp hình, nó không có được up story nhiều. Anh mất ngủ vì nhớ chị á, ai nói vậy? Em mới chia tay mối quan hệ 4 năm làm sao để quên đi? Em không có cách nào để quên. Ngày xưa mình cũng chia tay mối tình 3 năm trời đó mọi người, mình yêu rất là lâu. Cái cách để quên đi mối tình cũ hả? Hủy cái bạn đi, hủy cái bạn Facebook đi. Cái bạn Facebook, mọi người hay bảo hủy cái bạn Facebook trẻ trâu, mình tôn trọng cái cảm xúc của mình, hủy các bạn đi nếu mà đã không muốn dính líu một cái gì đấy. Nhưng mà nếu em còn thương như vậy là em còn nhớ nhung các kiểu là em vẫn còn thích hả? Chứ nếu mà không còn ấy thì thôi, cắt đứt liên hệ, đừng gặp lại nhau nữa. Tôi đang live stream bằng cái điện thoại người yêu mới tặng tôi. Em lỡ thích một người có người yêu rồi thì sao? Lại cứ tự làm mình đau khổ thôi. Vui vẻ thì không chọn. Đấy nhá, chưa chưa nói đến cái việc người ta có người yêu rồi thì như thế nào, nhưng mà tự thân mình á, tự nhiên mình cảm thấy tự nhiên mình thích một cái người mà lúc nào người ta cũng chia sẻ hình ảnh thân mật với người yêu người ta, người ta lúc nào cũng yêu thương người yêu người ta, cái tự nhiên mình tự nhiên làm khổ mình quá. Sao chị được tài trợ làm răng vậy á? Chị làm chị hay review này kia ấy, ta gọi là ra cũng không thể nào gọi là KOL được, tại vì mình cũng chưa có cái mạng nào, nhưng mà nó cũng kiểu kiểu thế. Cái từ đó là từ gì mình cũng không biết nữa. Mình chờ mình chút xíu, mình sẽ luộc rau. Chị ơi, chị thấy da bình thường hồng trắng sáng nên nhuộm màu gì? Da trắng nhuộm màu gì cũng đẹp luôn. Nhưng mà bữa nay cô chị thấy có cái màu gì đang hot thế nhỉ? Cái màu đỏ đỏ gì đó. Cái màu đỏ gì nhỉ? Đỏ trầm hả? Trời, cái màu đó xinh ghê, chị cũng đang tính đi nhuộm màu lắm mà tóc. Mà cái chưa bình thường được nên chị chưa nhuộm. Chị hay mặc đồ, chị đặt Shopee không thì táo táo máy báo táo báo. Mình đọc ra có bị gì không chồng? Vì yêu nên em trao hết tương lai, tại sao không giống như xưa, nước mắt thay hối hận cũng không kịp nữa. Nhìn lại người con gái anh từng rất nâng niu, dù ngày mưa vẫn không ngại gió mưa. Tự nhiên dù ngày mưa vẫn không ngại gió mưa, trời, cái lời bài hát nó có như vậy không ta? Quấn quyết thuở ban đầu anh giờ đâu,
tức là bài hát tác giả nó có sáng tác gì không trời. Để rồi đó thấu đến nhẹ người, nhớ một thời ai hứa không xa vời. Trời yêu đời lắm mọi người, hay ca hát. Chị sẽ nhập sửa mũi hết, sửa mũi hết 34 cũ. Chị cực kỳ không thể nào xa rời được cái máy uốn tóc của chị luôn ấy. Tại vì chị hay uốn tóc. Mình phải đi đổ rác nha mọi người, rác nhiều. Nhìn Đức Anh với Phương Dung cũng có người yêu, mọi người hãy mở lòng nha. Hãy mở lòng đi, đừng có nghĩ là mất niềm tin vào cuộc tình yêu hay là yêu mối tình trước kiểu đau khổ quá, mọi người không có muốn tiến tới một mối quan hệ khác. Khi mà mình sẵn sàng rồi thì mình cứ mở lòng thôi. Hello Dương, chị thấy em nè. Lần đầu hẹn hò với anh Đức Anh là chắc lần đầu đi chơi thì khác nha, lần đầu hẹn hò là sau khi quen chính thức quen nhau là bọn mình đi Đà Lạt đó. Đó là chính thức quen nhau. Còn lần đầu đi chơi thì lần đầu đi gặp nhau là ở cái quán rượu. Xong rồi hôm đó là chị Vân rủ Đức Anh đi, xong Đức Anh rủ thêm mình ấy. Nhưng mà chị Vân cuối cùng không đi, cái là mình với Đức Anh với Trâm Anh đi. Nhà chị thuê, nhà chị ở thuê thôi. Mình tắt live stream mà mọi người, nãy giờ mình live cũng nhiều, cũng lâu rồi. Mình sẽ luộc rau xong rồi mình ăn đây. Cảm ơn mọi người đã xem live stream của mình. Mình tắt live stream nhé. Xít chết luôn đó, mắt bị cận xít cho đường vô canh, cho đường vô rau luộc, chết tôi. Bye bye mọi người, trời ơi, chị like lâu lắm rồi đó, chị like khá là lâu nãy giờ luôn ý. Bye bye nha, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Bye bye, để ra nhìn thấy cái mặt cho nó đẹp đẹp chút. Bye bye.